Bây giờ là địa điểm mới. Bây giờ mình đi đâu vậy Quả? Vâng, xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì bây giờ chúng ta cùng nhau tiến đến cổng trời của Rain Hill. Ben Hill, tôi thì vậy đó. Yeah. Vậy đó, hết văn rồi đó. Học có biết, không phải hết văn. Không biết là tiếng Anh. Biết nhiêu đó thôi à. Rồi. Biết là đi tới cổng trời đi chụp hình. Chụp hình rồi đó. Cái cổng đó phải là trời không? Người ta biết. Có nước không? Người ta có nước không? Có nước. Mình có đều nước, mình ngồi uống cà phê làm chụp hình luôn. Đó, còn không thì mình có thể đi dạo dạo trên kia cũng có chụp hình. Nhưng mà chưa đi, nó cũng bắt mình phải trả tiền à, 50 ngàn phí. Mình đây tại nhiều. Nước, có giá. Nó uống mà không có gì à. Nắng quá. Hả? Cái gì vậy? Yêu như vậy, yêu như vậy. Uống à, uống. Cái thứ có gì vậy các bạn? Ai muốn chụp hình thì phải mua ly nước uống. Em muốn đồ đi. Cho hỏi một ly nước. 702 à. Vô. Cho chụp hình kìa. Em ngồi đây. Nắng quá ngồi đây. Tim rồi. Tới đây rồi không ai vô hết hả? Ờ. Còn nắng gì chết. Quá thơm quá. Có 102 mà thơm quá rồi. Tỉnh đi Diễm ơi. Trời ơi cái con BB này. Không mà làm gì mà thấy 102. Chị Phụng ơi. Uống gì? Mọi người. Mình dễ gì à Quang? Đẻ ơi. Cái này thì mình vào thì mình Cà cam đào chúng ta sẽ được vô trong một ly cam đào. Tức là mua nước. Vấn đề là bao nhiêu? Đâu có menu cái giá chỉ có vài chục mấy ơi. Bao nhiêu vậy mi? Vậy. Quả uống gì? Cam đào. Thì đưa xuống hai lần. Thôi thêm một cam đào cho. Vấn đề là bao nhiêu một ly? Bà là bao nhiêu một ly hồi không biết. Bao nhiêu một ly vậy mi? 80. 80. Tổng giá hả? Cũng được. Bé vào cổng cho mọi người. Ai kia bé Tư leo lên cái bậc thang cuối cùng kia, các bạn lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng. Thôi bé Tư lên luôn đó. Xuống. Xuống. Hạ cái cá phiếu rồi. Thôi. Đi hỏi tiền các bạn ạ. Là thuê đồ mà. Mấy chú mua. Mua đi. Đẹp. Bộ này được không? Em thử vô trước đi. Mà... sao tới rúng vậy? Ôi, bé Tư ơi, chết rồi. Ôi, rồi mặt tới đâu? Không, cái núm nó nằm ngay đây rồi, xong mặt vừa để con chim ngoài luôn nè. Trời chết rồi, bé Tư ơi. Phải ơi, cái đồ gì kỳ vậy? Có đâu. Cái núm này nó chạy lên chạy xuống đó chị. Cái này là nó sẽ đúng rồi. Rồi. Nó ở đây tự nhiên kéo lên tới đó. Đúng rồi đó, vậy đó. Cột ra sao? Thấy không? Lên phòng luôn. Ừ. Sao con trai mình được đựng gái không vậy? Trai sẽ mặc đậm. Ủa sao? Ê đồ mình trai không theo như thay đồ con gái mặc mấy mẹ. Trai sẽ mặc đậm không mà. Ê em mặc em thuê bộ đồ này em mặc em mà em chụp với cái bộ tóc này được không? Được. Nha. Phong cách nó đẹp đấy em. Dạ, ok. Rồi tim bên kia đã vô trong sau. Dạ, em một ly cà phê. Chị Phụng mua phê chưa? Chị Phụng đâu rồi? Phê đá. Mua một ly đi. Nhiêu anh? Chụp hình sống ảo lắm. Thấy không? Tặng được đồ chưa? Có rồi, chán. Ừ. Mà không có ngực, quên em không ngực coi. Nhi có Nhi có ấy không? Hay là có hai chị em không tha với lại... Em đâu có chụp được chứ. Em vô em quậy vậy đó. Rồi, chị cũng vô nè. Chị cũng vô với em nè. Hả? Chị cũng vô mà. Ừ, em vô em quậy. Ê, bộ đồ này đẹp nè. Bể sắc đầu dòng quá ha. Đúng rồi. Mọi người ơi, đây sẽ được thấy cái phong cảnh ở trong nè. Lắm rồi mới gặp mọi người nè. Hello mọi người. Rất là lâu luôn, 5 phút trước. Ủa đi lên đây hả? Trời ơi, lâu rồi gặp mới 5 phút mà. Chúng ta lại gặp nhau. Trời ơi. Khỏe không? Khỏe, giờ này là khỏe không? Khỏe mới xuống xe nè. Rồi, cũng mới xuống mới vô. Chung xe mà nói gì vậy? Rồi, ngồi kế bên luôn, nói khục để đi gì đâu á. Hình như bà đi xe chung tôi mà đúng không? Anh chị Phụng mới lấy nước gì vậy? Để em lấy cái gì? Cái gì vậy? Tay đi. Nhưng mà trời ơi, lủng tay luôn. Ở đây có một cái gì? Đây. Châu Pha đã có một cái ý định là uống trà, uống cà phê chứ chân châu. Dạ, cà phê chân châu đó, ngon nha mọi người ơi.
em cũng ao ước là em cũng có một máy ấm gia đình tại Đà Lạt để có một cái không gian thoáng mát như đây. Em sẽ xây một cái tòa nhà như vậy là để em ngắm nhìn ngắm núi rừng, nhưng mà thật sự thì không ai lấy em hết, buồn dễ sợ. Thôi mình cứ ước mơ để đi phải không? Ước mơ chỉ là ước mơ không? Rồi bây giờ mình lên trên đi, mình có mọi người nè. Đây đây coi mọi người. Đây. Rồi Mỹ nó thay đồ. Con đây á, nó chọn cái bộ đồ này giống với cái khăn, cái khăn tiếu. Đúng cái súng ra luôn. Lương Mỹ. Quá đẹp rồi, đúng cái súng ra luôn. Thắt cái nơ lại. Chôn chung thấy làm sao con gái mà đem xuống giúp hả? Nói chung mà em không có mắt gì hết mà sắc mắt sao con gái mà không có. À, không có vòng một đâu, hết trơn á. Không nhậm rồi. À, chị. Cái này chưa vậy thì. Dạ, dạ, mới nhú, mới nhú. Em nói chưa vậy thì. Trời ơi, coi nó kia. Còn kiểu như nãy chị Thanh á. Trời ơi. Thả tóc luôn hả? Cái bụng hơi bị nha. Thả tóc như không rõ gì mà. Còn là đàn, như lời đồn quá hay mà. Đúng rồi, như lời đồn mới chở nó. Để nó qua rồi, chở bé ba, chở bé ba. Đó, chị, đây coi, chị nghĩ coi. Là mặc áo. Chị nghĩ là mặc cái áo thôi còn khỏi mặc quần nó đẹp hơn á. Ông trời rất đẹp nha. Đâu rồi? Rồi. Rồi, chữ khác nữa. Đây. Photograph là đây. Vương đẹp. Vô đi đẹp. Đúng rồi, chụp xa mà. Ủa, đâu có được. Đúng rồi. Không lấy cái chân à. Bỏ cái chân là anh tính là lấy hai cái chân nó đối nhau mà nó không được. Đây team đang chờ đến phiên để được chụp hình. Chưa tới được. Lấy số chưa em? Lấy số rồi. Lấy số rồi, số của em là 00. Em trong. Em ơi. Em ơi. Tém cái lận vô. Rồi, muốn liên viên đừng đưa tay đưa chân phát hình thí sinh nữa. Đừng giống chị em, đừng giống chị. Nhiều người nói quá. Ok em. Nhạc đi bé. Nhiều người nói quá kìa giám khảo vậy. Ê ê ê. Rồi cốt ạ. À. Gì vậy đây? Ba bé hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Hay quá. Ngước mặt cao lên chứ mặt thẳng đứng lên em ơi. Rồi. Quá. Stylist ơi. Rồi. Ở đứng lên. Cái này biết thái trong cái thằng thái. Rồi ok nha. Hết bụng vô. Hết bụng vô. Rồi một số. Rồi rồi chuẩn bị chở nó đi, nó hớp rồi nó hớp rồi. Rồi chân em đừng có dảnh ra nha em. Rồi cả một ekip luôn để có được tấm hình. Cả một ekip luôn mọi người. Rồi quan trọng bây giờ. Quan trọng là chỉnh dáng tôi có đẹp hay không. Quan trọng là tao có chụp hay không nè. Bên đây cũng có là. Cả một ekip luôn. Ủa sao cái bóng có cái gì ở giữa vậy? Cả một ekip đó mọi người ơi. Rồi rồi chuẩn bị nha, tăng hình với top model. Huấn luyện viên ra khỏi hiện trường. Cái chân để lên cái gương luôn được không? Rồi anh em dàn quá vô giúp đỡ thí. Rồi tay. Tông tay lại, tông tay tiếp, tông tay chứ. Ừ. Che. Nó mệt rồi, nó mệt rồi đó. Nó mệt rồi. Chú hồi nó xỉu cái đồ. Em phải thả lỏng đi em. Thả lỏng ra em ơi. Thả lỏng ra em ơi. Là nét tóc nó xỉu nha, không có xỉu nha. Chỉnh với tay kia lại. Nam Trung ở đây nè, Nam Trung đây nè. Chị ba kẹp cái bông lại cho ông luôn. Quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi. Tôi quá mệt mỏi rồi. Wow, miếng của An An đi Đà Lạt tiếp theo. Đà Lạt luôn. Quăng tao quăng một cái lẩu luôn á. Quăng vút cái dao chị chứ. Rồi, cái tay cong lại. Tay cong lại sẽ đúng rồi. Nhảnh cao lên xíu nữa. Cái chân đưa ra chút rồi đây. Em cứ nghỉ 3 tiếng đồng hồ nha. Nhóm cái bắp chân đó nè, nhóm nè. Ok. Ok. Rồi, giữ nguyên đây. Rồi, thấy luôn được cây ba chắc em ơi. Rồi, quá gì rồi. Rồi, mày bước ra sân khấu. Rồi, tới rồi. Cả chọn. Em cội, cội. Thí sinh mệt luôn. Thí sinh Lý Thị Mịch. Rồi, xin mời thí sinh tiếp theo. Còn không có canh được. Thí sinh này đi bộ đội. Chuẩn bị đi nghĩa vụ hay gì á. Rồi, rồi chú lính chì ơi, ra chán đi em. Chú đi cội, quay mặt qua hướng mặt trời, cội, ngước mặt lên. Ok, 1, 2, 3, go. Ai đang đứng về nhã vi biến coi. Trời ơi, thí sinh gì này làm ồn ào. Thí sinh kìa, đi ra coi thí sinh. Ủa, nhiều hồi nắng đưa tay trên nắng chơi gì không em ơi?
chị em nè. Em ơi. Không, không thích. Rồi, không thích rồi, ta đàn em nè. Rồi ra, em có ảnh đẹp rồi. Rồi, chị có chụp không? Ờ, đứng đó, đứng đó. Nhã Vi đích bự, ấy lộn, Nhã Vi xin tiền. Mọi người nhớ follow trang YouTube Nhã Vi xin tiền nha. Nè. Chụp hình quá có tầm luôn. Trời ơi. Giờ quảng cáo kìa. Ok ok ok, làm cái dáng này đẹp á Bi. Ờ nó hết còn gợi cảm, nó qua cái gợi gì rồi em ơi. Em ơi. Dạ con ơi, con mình néo đó. Con ngực của ông cội. Ủa cái mông lên. Đúng rồi. Kiều My vô em ơi. Dáng này đẹp mà. Có anh đẹp rồi, bây giờ Nhã Vi xích vào đây rồi. Cội xui quỳ xuống cầu hôn Nhã Vi. Ủa không cầu hôn luôn, bỏ luôn. Cái lưng em kìa, cái lưng em bị che dưới. Rồi táo tung bay em ơi. Cô che rô. Phần cắt là nhảy xuống dưới luôn. Thấy chưa? Nói mấy em thấy Xuân Lan chưa? Con nhỏ này Xuân Lan bên má. Xuân Lan qua bên má. Quá yên. Quá yên ơi. Quá rồi. Mới làm nhanh quá giờ. Đẹp quá, cu 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 cu. Xong rồi, xong rồi, không có ai chụp. Trời ơi, tao mệt quá, tao chở tao đi trước nè. Chưa được chụp luôn, quả chưa được chụp luôn. Không, em chụp rồi. Em chụp rồi hả? Rồi, bé ơi, team văn phòng bé ơi. Chưa có hình đẹp em ơi, gai chân bự quá. Đứng nghiêng thẳng người lại xuống. Quá ơi, hôm nay mình chưa chụp luôn á. Ai chưa chụp? Nè, mình thấy ổ gà. Cái gà ổ gà này mình chưa chụp. Rồi em ơi, xong rồi. Rồi, mình chỉ ổ gà. Ổ gà. Ổ gà, mình xin qua ổ gà. Em ơi. Em hình thờ luôn á. Mấy ngồi chơi vậy đi. Bông ra. Rồi. Có này nắp nha. Em cũng hôi. Mỏng thường quá em ơi. Em mỏng thường quá em ơi. Mỏng thường quá em ơi. Mình thờ quá, chụp trên tấm hình đâu có gì. Anh dậy mới nhắc đầu làm vậy. Rồi. Rồi. Anh chơi nè. Rồi đi lên đi bé. Trời đất ơi. Gì vậy? Rồi chụp nhập em. Để chụp tiếng sao rồi. Chân đàn ông quá. Anh á, bà thay cái giòn à. Chèo chèo chân. Ờ, chút đẹp đúng chân. Đủ má, chân gì tới 19, 10 mấy. Ai đủ má vậy? Ai đủ má, ai nói cục vậy? Quá hồn hả? Đủ má chân. Nhanh nha, 2, 3. Rồi, không cái góc quá. Rồi, dạ mày kiếp luôn. Anh ấy đẹp quá nè. Sao em chụp hình thấy sao? Đẹp ở đây đẹp đó. Nhưng mà em không có đam mê chụp hình cho nên là chơi chơi thôi. Chơi chơi thôi hả? Trời ơi. Trời ơi. Đó, đúng rồi, em đâu có biết tạo kiểu đâu. Biết chụp hình xuất sắc luôn. Em biết chụp hình. Đây Châu Pha, giờ đến phiên Châu Pha chụp hình nè mọi người. Bây giờ có dính cái dây sạc không rồi. Nhảy xuống luôn đi. Nhảy xuống không? Đó, bên này thì Trà My. Lung My đang chụp. Ok, bây giờ đổi kiểu. Đó, ngồi thiền đi em. Mặc luôn. Ok. Thôi đi. Giơ cái nách lên vậy nè. Không, bơi đê lắm chị ơi. Ôi, nằm cái... luôn. Chị vậy nè. Nằm luôn. Nhảy xuống dưới luôn. Đúng rồi. Nè. Nằm luôn. Stylist. Chị đừng, chị hạn chế giơ nách giùm em tại vì nách mình không được mình đó chị. Rồi, lấy ống nách luôn nè. Lên. Lên lên, nắng quá rồi. Hạn chế giơ nách giùm em là được nha chị nha. Thôi chỉnh cái chân lại chị Hoa. Hai cái chân nó lủng nè. Thẳng gì nè. Nếu mà bà vô hình nó sẽ cao. Nhón lên cho nó thấy cái chân nó dài. Thì cái áo phụ cái chân nó là cao nha. Cái vú ngang kìa. Tự nhiên nhìn bị đơ quá bà, phải nhìn ngang cái gì mũi là cao á. Chụp cái này lấy dáng thôi à. Đúng rồi. Chụp cái này lấy dáng thôi, không có chụp cái lấy mặt đâu. Thì cái chụp cái này là lộ hết bao nhiêu nhược điểm, lộ hết trơn rồi. Đẹp quá. Nhiều khi chụp không lộ mà mấy cái con hậu trường nó nói là lộ chưa. Cái bụng đâu. Rồi. Rồi. Cái tin này đi học giỏi vậy. Cá hú. Rồi.
Mình mời mọi người chúng ta cùng đến với thí sinh có cái biệt danh là cá bóng mú. Cuối cùng. Sao vậy? Đây? Chuẩn bị. Rồi xong mà tôi rung người luôn á. Trên tay tôi chỉ còn một tấm hình như vậy. Trên tay tôi ngồi người tôi gọi tên sau đây lập tức xách đít rời khỏi ngôi nhà chung nữa. Ok. Ủa kỳ vậy? Gọi tên mà xách đít ra khỏi về khỏi ngôi nhà chung. Hồi nãy giờ chung với My. Chung với My có chụp chung chưa? Chưa chị. Tụi em ít chụp hình chung lắm, khi nào em làm lộ mới chụp chung được. Làm lộ mới chung. Kìa đi lên chụp cái kia kìa. Thôi, nó có cảm thấy rõ không? Ở trên kia nè, ở trên còn kia thí sinh đặc biệt nữa. Thí sinh này tên là không, đây. Giám khảo thì phạm. À, giám khảo. Anh ấy còn gọi là bóng già nha cả nhà nha. Hả? Bóng già. Nhìn, nhìn vậy giống chuppy. Đúng rồi, chuppy ơi. Chuppy giết người. Ok, ok. Chuppy giết người. Ê, mà chụp cái style mà quể quải thì không nằm cái đó. Ồ. Cảm phải muốn đâm lụm mình chứ. Ờ đó, đúng rồi đó. Vậy là pha. Ờ. Pha để cái tay nước sáng. Cái tay sải ra luôn. Trời. Trên kia đá cao lên trên kia luôn. Thẳng. Sao cái tay thẳng đi. Đúng rồi, cái tay thẳng luôn. Đó. Nhắm mắt xuôi tay luôn. Nhắm mắt xuôi tay. Nhắm mắt xuôi tay nằm sâu dưới nhắm hộ luôn nha. Xu luôn. À. Cái tay ngang, cái tay ngang. Này à? Cái tay xuôi thẳng xuống luôn. Bức ảnh này là đại diện cho thương hiệu gì nè, chạy hòm chị bảy. Không, bức ảnh này chưa cho chị quảng cáo càm nha mọi người. Ở ngáp càm hả? Cái càm luôn. Quá xuất sắc. Quá xuất sắc. Cái càm không có giải chân nào hết trơn. Ngước càm lên, ngước càm lên, khoe càm. Mấy cái càm nữa nè. Có cái mũi cái càm chị thiệt quá. Ủa là cái trò chuyện này nhớ miêu mặt quá nè. Dạ. Có phim rồi. Ôi, quả bản cười. Rồi bây giờ có kết quả nè. Sau thời gian chờ đợi thì rất nguy hiểm rồi này kia đàng hoàng nha. À và sau đây trên tay tôi là những tấm hình của những thí sinh được bước vào đồng châu. Có muốn cái đàng hoàng kia ta giọng cái mặt mày đó. Trời, thí sinh này vô đầu tiên. Rồi. Rồi. Ủa thí sinh rồi tỷ hạng chưa xong luôn. Hết bụng có vậy. Rồi. Má. Lên lên cái cầu tập lên cái trong chờ. Ủa tập hợp đi đâu vậy? Nước chưa chụp xong mà. Ồ ai về nhất? Ai về nhất, ai về nhì? Sao giám khảo? Cuộc thi chưa tối nay mới có kết quả. À tối nay công bố kết quả luôn. Cái gì em? Dạ. Em cảm giác sau buổi chụp hình em thấy sao? Và mình có hình đẹp, mình rất là vui. Mình tin chắc mình sẽ về nhất. Trời ơi, sẽ về nhất luôn. Quá chừng luôn. Cả một ekip. Quá trời ekip luôn. Đó, tới lượt chị Pha kìa. Đó, tới lượt chị Pha rồi, đi coi. Đúng rồi. À. Mày nè, mày, mày ơi. Mày nghe mày ơi. Anh nhìn vô cái chai nha. Cao lên. Kêu đỡ chỗ đi, kêu em thấy bên đây nó bị tối tối. Đúng rồi, nó bị ngược ngược ánh sáng. Đúng rồi, xích ra xem. Qua đây. Ok ok. Ê, rồi. Xác hồn. Tìm cái mày chờ nó xuất sắc. Ôi trời ơi. Chuyện thôi vậy. Hai chị em mình ngồi đi quán. Chị ngồi xong rồi chị quay lưng lại á. Được chính hả? Bữa nay anh cho vào mặc áo qua là vô ok. Chưa rồi chưa? Chưa. Ok. Rồi nhét đi. Rồi sự cố sau khi chụp hình. Sự cố sau khi chụp hình nè mọi người. Mọi người có nước không? Thôi bỏ nó quá đỉ đi. Quá đỉ rồi. Rồi cái xích đu này có ai chụp hình chưa? Dạ. Tư.
trượt máng hả? Thôi cưng cái máng không có vừa. Trượt máng heo thì chị trượt. Trời ơi, Thà ơi, hai đứa nhìn gái kìa. Trời, cua gái hả? Ôi, sao hai thằng mày cua gái vậy? Sao hai thằng mày cua gái? Mới nhìn gái xong nhìn con ta luôn. Trời ơi. Đang tính ngồi đè quay qua thấy hồ than quá. Mệt. Tối hơi bị quá chén. Tối này còn còn quá chén không? Dạ không, nói chung là cũng phải quá mới được. Tại vì không mới có cái gì mà nguyên đậu vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Uống không được phải gán là uống. Đêm đặc biệt tối nay mình phải gán hơn hôm qua nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm qua nay lên thêm một bát nữa. Đừng có đi, đứng thẳng lên. Ai cũng trông chờ đêm nay hết á. Dạ đúng rồi, vui lắm, vui lắm. Cái hôm qua để coi như là bao nhiêu phần trăm của Trung cái khả năng uống đó. Dạ 100% rồi đó. 100% rồi đó hả? Hơn 100% đó. Nói chung dạ, qua là gán lắm. Hôm nay là hơn nữa luôn. Dạ đúng không? Hôm nay thì cũng bung hết cỡ thôi. Không à, như hôm nay tối nay. Dạ. Cục luôn. Chút còn đi cái kia nữa giờ này hai giờ mấy rồi đấy mà nó nằm không có giống như bé mi nãy bé mi lời khơi nè bây giờ tao nằm nè lời khơi nằm cứ nằm đi lời khơi á nè đó cái tay để lên trên đó để lên cái thuyền đó không.